Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái package rất là quan trọng trong một cái project, đó là .env. Và chúng ta cùng nhìn vào trang web của nó. Đây chúng ta có .env và hiện nay đang ở phiên bản số 16 và hàng tuần download 24 triệu 500 nghìn. Như vậy chúng ta thấy là cái package này rất là phổ biến và đây là cách mà cài đặt nó. Và chúng ta làm như sau. Chúng ta mở terminal ra. Và chúng ta vào cái project mà chúng ta đang viết. Và cái folder mà mình đang viết cái app này là folder Node.js. Và mình sẽ viết npm install.env. Và chúng ta sẽ cài đặt cái package này. Đây là một cái package tương đối là nhẹ, do vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Và chúng ta nhìn vào package.json ở đây. Chúng ta thấy có .env là 16.0.0. Và để sử dụng được cái .env này, đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi một chút. Ở đây mình sẽ không viết là app listen là port 3000 nữa, mà mình sẽ thay vào đó mình sẽ viết là đây là port và sau đó làm cái error function và đây sẽ là console.log. Và mình sẽ viết là app is running on port. Và ở phía trên này mình sẽ khai báo cái cổng của nó, đó là const port bằng 3000. Và ở đây mình sẽ viết là đô la, sau đó là cái ngoặc nhọn và chữ port ở đây. Tuy nhiên là đây là phần viết, chúng ta viết là hard code. Và để có thể sử dụng được cái file env này thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ chứa cái thông số port này ở trong cái file gọi là .env. Và mình sẽ tạo ra một cái file ở gốc của cái folder này. Và mình sẽ viết nó là .env. Nó là viết tắt của chữ environment. Và sau đó ở đây mình sẽ viết là port, tức là cổng là 3000. Và sau đó ở phía bên app.js này mình cần phải nhập cái package .env đó vào và mình sẽ làm như sau. Const .env bằng require. Và đây chúng ta cũng có là .env. Sau khi nhập thì chúng ta cần phải gọi nó ra và chúng ta sẽ làm như sau. .env.config. Đơn giản như vậy thôi. Và ở cái port này bây giờ chúng ta không viết số 3000 nữa mà chúng ta sẽ viết là process.env.port. Và cái thông số là 3000 thì mình sẽ không viết ở đây ra để đảm bảo tính bảo mật. Và mình thay vào đó mình sẽ viết ở trong cái file .env này. Và bây giờ mình sẽ chạy thử ở trong terminal xem có đúng không. Và chúng ta ở trong cái folder này và mình sẽ viết là npm run serve. Và chúng ta thấy là ở đây console log đã chạy là app is running on port 3000. Như vậy là đúng là đang là ở cái cổng là 3000. Và con số 3000 này chúng ta không khai báo ở đây mà chúng ta khai báo ở trong file .env. Và chúng ta cùng mở Google Chrome ra và chúng ta mở một cái tab mới và gõ localhost
3.000 và chúng ta thấy là this is a home page. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công cái gói .env và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.